Wow, trời ơi, đây đúng là món mình yêu đấy. Thơm quá. Nó có tiếng gì cứ tọp tẹp bên tai mình. Mình thật là thông minh ấy. Bây giờ có gói kẹo này đi đâu á mình cũng rách được đi. Kẹo vào cổ cũng dễ mà lại không rơi được. Trời ơi, sao mà mình lại thông minh thế nhở? Mừng quá rồi. Mình á rủ sờ sushi ra đây rồi mà sao chưa thấy nó đến nhỉ? Bao nhiêu là cái bánh này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi trời, đến lâu lắm. Đến làm gì ăn? Mình ăn thử một cái hay là đợi sushi đến nhỉ? Có ăn trước một cái, một dây dài này mà. Đấy chưa, như này tiện đâu. Ăn này nhá, đỡ phải vứt rác lung tung. Không phải vứt rác ra đường. Trời ơi, đúng là không có ai thông minh bằng mình luôn ấy. Thế xong rồi mình mang rác về nhà được luôn. Trời ơi, đây đúng là món mình yêu đấy. Thơm quá. Nó có tiếng gì tọp tẹp bên tai mình. Cái bánh của tôi ai ăn mất rồi. Ôi trời ơi, biết ngay mà chị bóc ra chị mới đang thưởng thức cái vị thơm mà em đã tập tẹp mất của chị rồi. Mà chị không ăn thì chị nghe là em đã ăn. Nhưng mà tại chị thấy nó ngon quá, chị chưa muốn ăn mà. Em đã cắn của chị rồi. Này, ở đây cho em. Em ăn dở chị không ăn đâu. Mà sao mãi không sang. Này, nhìn chị này, đẹp chưa? Thông minh không, thông minh không? Đấy này nhá, ăn xong này, rác mang về nhà, không vứt ra đường, đúng không? Bây giờ có thông minh không? Ngồi quay đây, ngồi quay chưa? Ui, sao này ăn trời thế? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ui, mới đi làm nóng cơ à? Ở đâu ấy? Nha, thế mà không rủ chị đi. Làm à, hôm qua chị thì ở nhà hì hục làm cái này. Để đeo như này đi chơi với em cho tiện. Đi đâu mình cũng có thể ăn được. Chị muốn em cùng đi ra cho mọi người. Này nha, nhìn chị này, nhìn chị này. Đấy. Xong thế này phát chị xé ra. Thông minh không? Đấy. Xong chị lấy cái bánh ra chị ăn. Xong cái rác này chị lại cho vào đây. Đấy. Không vứt rác ra đường đúng không? Đấy. Cháu. Sao chị không để ý em muốn làm sao rồi? Chị cũng biết đâu. Lúc đấy là chị ấy. Chị bị cái bánh này nó hơi giòn mất rồi. Chị cầu mũi em. Thôi đi. Ngon đúng không? Nhưng mà nhá, cái bánh này như này nó không cho em được đâu. Em ăn cái nào thì em cứ háo ra thôi nhá. Chẳng là hai chị em phải đi cần nhau không? Đúng không? Có đeo không? À, đẹp này trông như cái cổng luôn. Làm sao? Em đeo. Em đeo bị tụt á. Mà thôi để chị nói chị cần nó chắc. Này, thế bây giờ đi sang nhà chị. Giúp chị một việc được không? Đi sang nhá, nhà chị hôm nay mẹ chị bảo là dọn vườn. Một mình chị làm thì lâu quá, sang rửa sang giúp chị. Em chơi chị đi à? Đi đi, đi đi, rồi chốc mình nghĩ sau. Lúc nào nghĩ ra thì nói. Ơi, kéo này á. Ngon quá, ngon lắm luôn. Thấy rồi, thấy dạo là chị chiêu không ấy, bỏ vào mà em. Chị khoác luôn em, đỡ bị cất này. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.